chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bánh khoai lang ngọt. Để làm cái món này thì ở đây mình chuẩn bị 3 củ khoai lang. Và 3 củ khoai này thì nặng 450g. Ở đây mình dùng cái loại khoai lang Nhật. Khoai lang Nhật thì trong ruột nó có cái màu vàng. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng các loại khoai mà mình yêu thích. Đường thì mình sẽ dùng 40g, 1 quả trứng gà, 3g mè đen. Bơ lạc thì mình dùng 20g. Mình dùng một cái bánh lăng nặng 50g. Mật ong thì mình dùng khoảng 5g. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Rồi, khoai lang thì mình sẽ gọt vỏ ra. Đây các bạn nhìn bên trong nè. Khoai này có cái màu vàng. Màu vàng nhạt. Khoai lang thì nó có nhiều loại lắm, như là khoai lang bột nè, rồi khoai lang tím. Khoai mật đó các bạn, khoai mật thì mình ăn nó sẽ ngọt hơn. Phần khoai mình gọt vỏ xong thì mình sẽ cắt khoanh như thế này. Mình cắt ra để mình đem đi hấp. Còn nếu mà các bạn nào không có đồ hấp thì mình có thể đem đi luộc cũng được. Mình luộc cho nó chín mềm là được. Rồi mình sẽ cho trong cái tô nước muối. Mình chuẩn bị khoảng nửa tô nước, sau đó mình sẽ cho vô nửa muỗng canh muối. Mình khuấy đều để cho muối tan ra. Sau đó mình cho khoai lang vô mình ngâm trong nước muối. Để cho cái phần khoai của mình nó không có bị dính mủ. Với lại nó không có bị thâm nữa. Và mình sẽ ngâm trong vòng 5 phút, sau đó mình sẽ vớt ra và rửa sạch lại với nước lạnh. Cho khoai vô trong cái sừng hấp. Mình băm khoai cho nó đều đều ra. Rồi mình bật bếp lên. Mình hấp trong vòng 15 phút. Rồi bây giờ mình dỡ nắp ra. Wow, các bạn nhìn khoai của mình có một cái màu vàng rất là đẹp luôn á. Và để biết khoai đã chín hay chưa thì mình sẽ dùng một chiếc đũa đâm vô cái phần khoai này. Wow, chín rồi nè các bạn, chín mềm rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Và mình sẽ đổ khoai ra ngoài cái tô. Khoai mình đã cho vô tô rồi. Mình sẽ dùng một cái nĩa để mình nghiền. Và mình nghiền lúc mà khoai còn nóng thì sẽ rất là dễ nghiền. Mình tán cho phần khoai này thật là nhuyễn. Wow, thơm quá. Rất là thơm luôn á. Phần khoai sau khi mà mình đã nghiền nhuyễn xong thì mình sẽ cho đường vô. Và đường thì mình xay cho thật là nhuyễn để cho nó mau tan đó. Còn nếu mà mình để nguyên hạt thì nó sẽ lâu tan lắm. Mình trộn đều lên. Sẽ cho vào một cái bánh lăng. Mình tán nhuyễn ra. Thật là đều lên. Còn cái phần bơ thì mình để ở bên ngoài để cho nó mềm ra. Mình lấy ra khỏi tủ lạnh nó để khoảng chừng 20 phút là nó mềm ra rồi. Mình không cần phải đun cho nó chảy ra. Cho vào 20g bơ lạc. Tiếp tục tán cho đều ra. Cho khoai vô trong cái rây. Mình cài thế này để cho cái phần khoai nó sẽ rớt xuống. Cài như thế này thì phần khoai của mình nó sẽ mịn hơn. Mình dùng cái muỗng để mình cài như thế này. Mình cài cho đến khi nào hết khoai thì thôi. Đây, cái phần khoai nó rớt xuống dưới cái rây này các bạn. Giờ mình sẽ cạo xuống như thế này. Rất là mịn luôn. Rất là nhuyễn. Và tương tự mình làm cho đến khi nào hết khoai thì thôi. Rồi, phần khoai mình đã nghiền qua bên cái rây xong rồi. Nó rất là mịn luôn á. Rất là nhuyễn nữa nè các bạn nhìn nè. Cái độ láng rất là láng luôn á. Và bây giờ thì mình sẽ vo thành những cái viên tròn. Bạn nào thích ăn cái bánh to thì mình sẽ vo thành cái viên to. Đây thì mình sẽ vo thành những cái viên vừa vừa thôi, không có to quá. Mình ngắt bớt lại cho nó nhỏ nhỏ lại bớt nha. Nhỏ nhỏ cho dễ ăn. Vo thành những cái viên tròn là được rồi. Ở đây mình có chuẩn bị một cái khay nướng và mình lót lên một miếng giấy nến. Rồi tương tự thì mình sẽ vo cho đến khi nào hết khoai thì thôi. Rồi khoai lang mình đã vo thành những cái viên tròn bằng nhau rồi. Mình sẽ cho một lòng đỏ trứng vô trong cái chén mực ong. Và mình sẽ cho vô khoảng 2 muỗng canh nước. Và mình sẽ đánh đều lên. Mình sẽ quét cái hỗn hợp trứng mà mình vừa pha xong á, mình sẽ quét lên trên cái phần khoai lang, quét đều cái viên này luôn nha. Tiếp theo là mình sẽ cho hạt mè đen lên. Ủa, nhiều quá, mình cho ít thôi các bạn ơi. Mình cho lên vài hạt là được rồi.
Khi mà mình đã rắc những hạt mè lên thì nhìn rất là nổi luôn nha. Màu vàng của khoai lang và màu đen của mè đen nữa. Các bạn có thể dùng mè đen, mè trắng hoặc là mè vàng đều được hết. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem đi nướng. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 180 độ trong vòng 5 phút. Nướng thì mình sẽ làm nóng lò nướng khoảng 5 đến 10 phút rồi mình sẽ để vô nướng. Bánh mình vừa nướng xong rồi. Và bánh rất là thơm luôn á. Có cái màu vàng này nhìn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Đây mình sẽ ăn cái này. À, cái phần ở dưới các bạn nó vàng nè. Và cái bánh khi mà mình nướng thì nó hơi nứt ra một chút xíu. Tại vì khi mà mình nướng để trên cái bánh của mình nó thơm á. Thực ra thì cái phần khoai mình đã nấu cho chín rồi. Mình chỉ cần nướng cho nó hơi thơm lên là được. Bánh thì mình ăn nó vừa mềm nè, vừa mịn nè, lại rất là béo luôn. Vị ngọt cũng rất là vừa luôn các bạn. Mình thấy nó không có quá ngọt. Cái lúc mà các bạn trộn đường á thì mình nên cho từ từ thôi. Nếu mà mình thấy nó chưa ngọt thì mình có thể cho vô thêm đường. Chứ nếu mà mình cho vô nhiều quá thì nó sẽ ngọt gắt lắm. Và khi mà mình ăn đúng cái hạt mè đen thì nó có vị bùi bùi nè và hơi giòn giòn nữa. Rất là thơm luôn. Ở đây mình dùng mè đen mình rắc lên để nhìn cho nó nổi và đẹp hơn. Bánh thì mình ăn vừa mềm nè, vừa mịn nè. Rất là béo luôn á. Các bạn nhìn những cái bánh của mình là rất là dễ thương luôn. Ở đây mình dùng khoai nhật nên là nó có một cái màu vàng nè, rất là tươi luôn á. Ở trong cái bánh á thì mình đã có trộn bánh lăng vô rồi. Thì trong bánh lăng thì nó có trứng, sữa nè. Cho nên là khi mình ăn thì nó rất là thơm và béo nữa. Và các bạn nên nắn cái bánh cho nó nhỏ nhỏ như vậy nè. Thì khi ăn thì nó sẽ dễ ăn hơn. Và nó không có bị ngén nữa. Cái phần hạt mè khi mà mình nướng thì nó cũng đã chín rồi, cho nên là mình không cần phải rang. Bánh rất là mềm luôn, mình sắn vô rất là nhẹ. Wow, cái phần dưới này nó bị hơi cháy một xíu. Nhưng mà mình ăn cái phần dưới này chắc nó sẽ thơm lắm luôn á. Và cái món bánh khoai lang ngọt của mình rất là dễ làm luôn nè. Khoai thì mua rất là rẻ luôn các bạn, mình mua 3 củ đó chỉ có hình như 7.000 hả. Rất là rẻ mà mình có thể làm ra được những cái bánh vừa dễ thương nè, vừa rất là đẹp nữa. À, cái bánh này thì khi ăn thì mình sẽ dễ bị khát nước lắm. Cho nên là khi ăn bánh này các bạn nên chuẩn bị một ít nước. Và video làm món bánh khoai lang ngọt của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Nếu các bạn mà có yêu thích cái món bánh của mình á, thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!